Thời gian qua, cụm từ đào tạo gắn kết với doanh nghiệp đã không còn xa lạ trong các diễn đàn giáo dục, tư vấn tuyển sinh, tuyển dụng việc làm. Không chỉ các trường đại học cao đẳng chủ động bắt tay với doanh nghiệp để liên kết đào tạo, mà nhà nước cũng đã có nhiều cơ chế chính sách thu hút, khuyến khích doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo để sinh viên ra trường tiếp cận và làm chủ được công việc. Là một trong những cơ sở đào tạo chủ yếu nhân lực ngành du lịch, mỗi năm cung ứng ra thị trường lao động hàng nghìn lao động đào tạo hệ chính quy cũng như hàng nghìn lao động đào tạo ngắn hạn. Nhà trường này cho biết, ngay sau khi hoạt động du lịch của Việt Nam mạnh mẽ trở lại, các doanh nghiệp đã đặt hàng đào tạo số lượng gấp 3,5 lần so với thực tế số học sinh tốt nghiệp ra trường, tương đương hơn 3.200 việc làm. Tổng số là hơn 400 doanh nghiệp có quan hệ chính thức với nhà trường trong các ngành đào tạo. Và riêng lĩnh vực du lịch thì nhà trường đã có mối quan hệ chính thức với trên 30 doanh nghiệp, là những doanh nghiệp hàng đầu. Doanh nghiệp cũng đã có sự hỗ trợ rất lớn đối với nhà trường. Để có hiệu quả hơn trong sử dụng lao động, các doanh nghiệp ngày càng chủ động vào công tác đặt hàng và tham gia đào tạo cùng nhà trường, nhất là trong một số ngành mới cần lực lượng lao động tay nghề. Các doanh nghiệp lớn như Denso, Samsung, Electronic, Vingroup vẫn là những đối tác lớn truyền thống trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với các nhà trường. Ngoài ra, một số tập đoàn lớn đã chủ động tạo dựng các cơ sở đào tạo của riêng mình, cho thấy doanh nghiệp ngày càng chủ động tham gia đào tạo nguồn nhân lực lâu dài cho doanh nghiệp. Đối với nhà trường cũng như doanh nghiệp mà khi đến được với nhau thì tạo điều kiện rất tốt, rất thuận lợi cho người học và người học được hưởng thụ các cái thành quả này. Và thực tế thì đã chứng minh là các em đã được các doanh nghiệp đón nhận. Chúng tôi hiện nay thì đã kết hợp với các doanh nghiệp để phối hợp không chỉ ở cái khâu giải quyết việc làm mà cả trong quá trình tuyển sinh và đào tạo. Một số ngành nghề như lĩnh vực cơ khí, lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp thì các doanh nghiệp đã phối hợp với nhà trường từ khâu tuyển sinh. Trong quá trình đào tạo thì các doanh nghiệp đã hỗ trợ học sinh kinh phí để học tập và cũng là hỗ trợ các cái nơi để học sinh có thể thực tập và rèn luyện tay nghề khi học sinh ra trường là có nơi việc làm ổn định ngay. Các bạn sinh viên đi thực tập ở tại các doanh nghiệp trong quá trình các bạn học tập ở tại doanh nghiệp để làm sao cái quá trình đào tạo trong nhà trường ấy nó gắn gần hơn với doanh nghiệp. Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn với chuỗi giá trị toàn cầu. Trong khi đó, sự thay đổi của việc làm, vị trí việc làm thường nhanh hơn quá trình đào tạo. Vì vậy, để bảo đảm nguồn lao động có chất lượng, đào tạo đúng, trúng với nhu cầu của doanh nghiệp và để doanh nghiệp không bị lãng phí thời gian, nguồn lực đào tạo lại, thì xu hướng chủ động đặt hàng lao động được coi là hiệu quả.